có gốc, nước có nguồn. Trên trái đất này vạn vật sinh ra đều có nguồn gốc. Mỗi con người chúng ta sinh ra ai cũng có tổ, có tông, có quê hương bản quán. Quê hương là nguồn sữa mẹ dài vô tận nuôi chúng ta khôn lớn từng ngày. Quê hương là cánh diều no gió mà tuổi thơ ta thả trên đầm. Quê hương còn đọng lại trong ta biết bao nhiêu kỷ niệm của những ngày tuổi ấu thơ. Phương điếm quê hương tôi thuộc thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Như bao làng quê khác, làng cũng có cây đa, giếng nước sân đình. Làng có chùa thờ Phật, có đình thờ thánh. Việc thờ cúng tâm linh nơi đây đã đi sâu vào trong tiềm thức của mỗi con người. Đây cũng là một làng quê có giàu truyền thống cách mạng anh hùng. Vào năm 1947 của thế kỷ trước, thực dân Pháp chiếm đóng huyện Gia Lộc, trong đó có thôn Phương Điếm, tục gọi là làng Dỗ, quê hương của cử nhân Bùi Khắc Thực. Bọn chúng đã càn quét bắn phá, đốt nhà đuổi dân, muốn biến làng này thành một cụm pháo đài kiên cố đứng ăn ngữ quốc lộ 17 để kiểm soát cả một vùng rộng lớn Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang. Bọn chúng đã xây dựng một hệ thống đồn bốt kiên cố gồm 11 bon ke bằng bê tông cốt thép và một khu trung tâm điều hành trên nền đất đỉnh thôn Phương Điếm cổ. Chính vì vậy người dân nơi đây đã phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn, rời xa vành đai trắng của giặc. Một số người chạy ra cánh đồng lim lập làng mới gọi là làng Lim. Một số khác chạy sang Trầm Tó của xã Chuế Cẩm, nay là xã Phương Hưng, lập vùng kháng chiến. Và một số người về tàn cư vào tận Ninh Giang, Thái Bình để tránh giặc. Đến năm 1953, cứ điểm Phương Điếm bị bộ đội địa phương và dân quân du kích của ta bao vây tấn công. Bọn chúng đầu hàng, Phương Điếm được giải phóng. Dân làng trở về thì làng xóm ruộng đồng phải gây dựng lại từ đầu trên đống tro tàn của chiến tranh. Cũng vì lẽ đó, đại đa số gia phả của các gia đình, tộc phả của các dòng họ đã bị bọn chúng tiêu hủy hay bị thất lạc trên đường tàn cư chạy giặc. Chỉ còn một vài dòng họ kịp chôn giấu là còn tìm lại được, trong đó có thần phả của làng và một số bia ký còn sót lại. Theo đó, cách đây gần 600 năm trước, vua Lê Thái Tổ đem quân Bắc phạt tiêu diệt quân Minh xâm lược. Giặc tan đất nước Thái Bình, vua Lê sai quan quân trấn thủ các vùng đất như vùng đất Hạ Hồng, nay là vùng đất Hải Dương, Hải Phòng, phủ dụ dân chúng, chiêu dân lập ấp, khuyến khích chăm lo việc nông trang. Trong đội quân lính trấn thủ đất Hạ Hồng khi đó có những người lính mang họ Bùi. Hết hạn phục vụ quân ngũ, thấy ở đây đất đai màu mỡ phì nhiêu, gần đường quốc lộ từ tỉnh lỵ Hải Dương đi Ninh Giang, Thái Bình, thuận lợi cho giao thương buôn bán. Họ đã về quê dắt díu vợ con, anh em ra khai hoang lập ấp. Ban đầu chỉ là một vài chòm xóm thưa thớt, sau đông dần lên hình thành một cộng đồng quy tụ các dòng họ thành xóm thành làng. Trong số các dòng họ ấy có dòng họ Bùi, thôn Phương Điếm. Đất nước ta đã trải qua biết bao thăng trầm,
với sự biến thiên của lịch sử, các dòng họ ở thôn Phương Điếm nói chung, dòng họ Bùi thôn Phương Điếm nói riêng cũng không tránh khỏi được những thăng trầm ấy. Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, dòng họ Bùi thôn Phương Điếm đã vững vàng trụ lại, tồn tại và phát triển cùng các dòng họ khác. Từ chỗ chỉ có 5-7 nóc nhà, đến nay họ Bùi thôn Phương Điếm đã hình thành một cộng đồng tương đối đông đúc với gần 300 hộ dân sinh sống bằng đủ các ngành nghề như làm nông nghiệp, làm thợ mộc, thợ nề, hàng xay hàng sáo hay buôn bán kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài. Theo gia phả của các gia đình, họ Bùi thôn Phương Điếm vào thời phong kiến, họ Bùi thôn Phương Điếm cũng có rất nhiều người học hành giỏi giang đỗ đạt. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến cụ cử nhân Chi huyện Quỳnh Côi Bùi Khắc Thực, cử nhân Chi Châu Bảo Thắng án sát tỉnh Lào Cai Bùi Vân Lạc. Thời đại Hồ Chí Minh, họ Bùi thôn Phương Điếm cũng góp công góp của, đặc biệt là góp phần xương máu của con em và công cuộc kháng chiến của dân tộc. Điển hình như cụ cử nhân Bùi Gia Lộc, tức Bùi Tiến Chào, người đã cùng với những cán bộ trung kiên lãnh đạo quân dân Gia Lộc cướp chính quyền tay sang giặc Pháp ở địa phương, buộc chi huyện Gia Lộc khi đó là Lã Xuân Mai phải nộp ấn tín cho cách mạng. Trong kháng chiến chống Mỹ, có nhiều người con họ Bùi thôn Phương Điếm Gia Lộc đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình, tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ để bảo vệ non sông đất nước. Các anh đã trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường miền Nam. Chiến tranh đã qua, đất nước nối liền một dải, các anh lại trở về xây dựng quê hương làng xóm. Nhưng trong số đó có 5 người các anh dũng hy sinh, mãi mãi không trở về với quê cha đất tổ. Các anh đã nằm sâu ôm chặt trong lòng đất mẹ. Máu của các anh đã đổ càng tô thắm thêm cho màu cờ đỏ tươi của tổ quốc. Sóng hùng thiêng ngàn năm lưu danh sử sách, mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cờ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Nay đất nước đổi mới và hội nhập, cho nên đời sống của người dân trên khắp mọi miền của tổ quốc nói chung, người con họ Bùi thôn Phương Điếm nói riêng được thay sang đổi thịt rõ rệt. Chính vì lẽ đó, việc thờ cúng tri ân tới cội nguồn tổ tiên là điều tất yếu của mỗi dòng họ. Điển hình như họ Lỗ, họ Trần, họ Dương, họ Hoàng, họ Nguyễn, các dòng họ đều đã có nhà thờ để phụng sự khói hương tổ tiên mình.
Chính vì lẽ đó, uống nước phải nhớ tới nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Với niềm ước mong bấy lâu nay của con cháu trong dòng họ Bùi thôn Phương Điếm, muốn tái dựng lại ngôi từ đường để làm nơi hội tụ khói hương, thờ cúng tri ân tổ tiên trong những ngày dỗ Tết Thanh Minh. Công cha sinh sánh tẩy non thái, nghĩa mẹ hiền như dải trường giang. Công cha nghĩa mẹ đôi đàng, làm con hai chữ sinh thành sao quên. Vào ngày mùng 2 tháng Chạp năm Canh Tý, tức tháng 1 năm 2021, dòng họ Bùi thôn Phương Điếm tổ chức họp thường niên chuẩn bị cho ngày dỗ tổ mùng 5 tháng Chạp hàng năm. Các thành viên đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của họ trong năm 2020 và triển khai một số hoạt động năm 2021. Đặc biệt là ý kiến của bác Bùi Quý Nhất, con trai út của ông trưởng tộc Bùi Quý Phức, về việc vợ chồng bác phát tâm công đức mảnh đất có diện tích gần 90m2 ngay trong vườn nhà để xây dựng ngôi tổ đường. Sau khi nghe ý kiến của bác Bùi Quý Nhất, các thành viên tham dự cuộc họp thật cảm động và ghi nhận tấm lòng vàng của vợ chồng bác. Vì đó cũng rất phù hợp với niềm mong ước của nhiều thế hệ trong dòng họ bấy lâu nay. Đến ngày mùng 5 tháng Chạp năm Canh Tý, gia tộc đã nhất trí quyết định giao cho ban đại diện làm thủ tục tiếp nhận phần đất của vợ chồng bác Bùi Quý Nhất đã công đức và xây dựng kế hoạch huy động kinh phí thành lập ban kiến thiết gồm các thành viên có uy tín, tiếp tục tiến hành khảo sát thiết kế và chịu trách nhiệm quản lý kinh phí giám sát thi công ngôi tổ đường với phương châm uy nghi, trang trọng, hài hòa, bền vững với thời gian, phù hợp với công năng sử dụng. Nhưng điều đặc biệt là sự nhất trí tuyệt đối của các thành viên dòng họ trong việc mua thêm 80m2 đất liền kề để mở rộng khuôn viên xây dựng. Với tinh thần hướng tâm về dòng họ, các thành viên đã tự nguyện đóng góp mỗi suất 5 triệu đồng cùng với tấm lòng hiếu thảo hướng về cội nguồn của các thành viên dâu rể nội ngoại xa gần đã dâng tâm công đức với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Điển hình như vợ chồng bác Bùi Quý Nhất công đức gần 90m2 đất. Anh Bùi Quý Thái ở thành phố Hải Dương công đức 100 triệu đồng. Vợ chồng chị Bùi Thị Thu Trang ở thành phố Hà Nội, con bác Bùi Quý Huyền công đức 90 triệu đồng. Vậy được nguồn cổ vũ động viên của các hộ gia đình và nhà hảo tâm, đó chính là một động lực để thúc đẩy cho hội đồng gia tộc và ban kiến thiết. Họ Bùi Phương Điếm hôm nay thuận một lòng quyết sinh nhà tổ phúc dày vinh hoa. Công đức sinh thành
cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sân dưỡng, đó mới là hình nhân. Vì đâu anh nên người tại ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhớ phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công mùng 2 tháng 8 năm Tân Sửu 2021 tới nay đã trải qua 7 tháng thi công, cũng gặp rất nhiều khó khăn, phải nghỉ giãn cách vì đại dịch COVID-19. Nhưng với tinh thần nhiệt huyết của ban kiến thiết cùng các thầy viên trong dòng họ đã không quản ngại nắng mưa, bỏ cả công việc riêng tư của mình cùng với đội thợ xây dựng tập trung thi công những hạng mục công trình sao cho kịp lễ thượng lương. Trong không khí cả nước hướng về ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch năm 2022, Hội đồng gia tộc họ Bùi thôn Phương Điếm long trọng tổ chức lễ thượng lương ngôi tổ đường của dòng họ. Ông Bùi Khắc Công Lý, trưởng ban tổ chức, cho biết về công tác chuẩn bị buổi lễ thượng lương. Để chuẩn bị cho cái lễ an vị thượng lương ngôi tổ đường của chúng tôi thì công tác chuẩn bị cũng đã được rất lâu, làm chuẩn bị rất lâu, rất kỹ. Ngoài cái việc chúng tôi họp ban kiến thiết, ban đại diện của dòng tộc, phân công công việc cụ thể cho từng người, và cũng đã nhất trí mời cụ trưởng lão Bùi Khắc Liễu. Cụ Liễu là về vai vế trong họ là người cao liên nhất, về vai vế là người có cái vai vế cao nhất trong họ, và đồng thời cũng là năm nay cũng là 83 tuổi, để là người sẽ người là người trực tiếp đặt tay lên cái đòn nóc, tức là cái thượng lương đấy, và là người trực tiếp làm lễ an vị cái thượng lương cho ngôi nhà thờ tổ này. Để có được cái ngày hôm nay thì phải nói rằng là hội đồng gia tộc chúng tôi cũng đã ghi nhận công sức của toàn thể gia tộc đã đóng góp công của rồi sức để có được cái ngày hôm nay. Trước khi vào buổi lễ, ban tổ chức cùng các cụ, các ông, các bà làm lễ dâng hương thỉnh cầu trời Phật
và các bậc anh linh tiên tổ của dòng họ Bùi thôn Phương Điếm về Lai Lâm chứng giám và phù hộ độ trì cho con cháu trong dòng họ được đời nối đời, gia sự hanh thông, lộc tài vượng tiến. Giờ nát điểm, cụ Bùi Khắc Lũ, vị trưởng lão đáng kính của dòng họ, cùng một số thành viên đại diện cho các thành viên trong dòng họ, lên đặt nắp ngôi tổ đường trước sự chứng kiến của các vị quan khách cũng như con cháu trong dòng họ. Gửi tới các cụ, các ông, các bà và toàn thể gia tộc một ca khúc quan họ. Anh chưa đến làm quan họ, tròn tình nghe cánh lá đang duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, gài đời tôi vì dòng nước lớn. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi chờ bàn chuyện buồn câu hát đời chờ. Anh chưa đổi thiềm nón và hỏi xem đây đang lấy
Trong buổi lễ thượng lương, các thành viên trong dòng họ rất phấn khởi và tự hào. Họ đã mang những lời thơ tiếng hát thay bằng lời tri ân nhớ tới tổ tiên. Ông Bùi Khắc Công Lý, trưởng ban tổ chức, báo cáo quá trình xây dựng giai đoạn đầu của ngôi tổ đường. Chư vị đồng tộc cùng toàn thể quý vị đại biểu. Kính thưa liệt tổ liệt tông, anh linh trên trời cao chứng giám. Hôm nay giữa bầy trời cao lồng lộng trên mảnh đất hiền hòa này, chúng con đã làm một công việc mà các thế hệ trước từng mong muốn, đó là tổ chức lễ an vị thượng lương cho ngôi tổ đường của chúng ta. Dù năm tháng có trôi đi, dù thế sự có nhiều thay đổi, song các thế hệ con cháu chúng ta sẽ nhớ mãi việc làm ý nghĩa này của chúng ta hôm nay. Ngôi tổ đường 2 tầng với diện tích gần 200 m², tầng trên là 3 gian làm hoàn toàn bằng gỗ xến, đang được hiện hữu trước mắt con cháu dòng họ Bùi, thôn Phương Biếm. Đó là một minh chứng cho sự thành công của bước đầu mà mọi thành viên trong dòng họ tưởng rằng không thể thực hiện được, vì khi ấy đại dịch Covid-19 lại diễn ra rất phức tạp, cho nên nền kinh tế toàn cầu nói chung, kinh tế của con cháu dòng họ Bùi, thôn Phương Biếm nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi nghe bài báo cáo của ông Bùi Khắc Công Lý thật chi tiết và rõ ràng, mang đậm tính nhân văn, các bông hoa công đức lại đua nhau nở rộ. Con dâu của họ, nhân ngày dòng họ là thượng lương trồng lóc nhà thờ, thì tôi xin công đức 10 triệu, có tấm lòng nhỏ mọn gọi là giọt giọt lấy ngang đến với dòng họ. Xin cảm ơn tấm lòng thành của bác và bác Thơm, bác Tho và bác Nhuận, bác Nhuận ạ, và mỗi người cũng công tiến 1 triệu đồng ạ. Xin cảm ơn tấm lòng thành. Xin được mời gia đình bà Tính Thủy cùng các con cháu sẽ lên công tiến 5 triệu ạ. Xin cảm ơn tấm lòng thành của bác. Mời bác đại diện của con gái ông Lý, hai chị em cô Thảo và cô Phương xin được cung tiến 5 triệu cho nhà thờ tổ. Xin cảm ơn tấm lòng thành của bác. 1 triệu cho nhà thờ tổ. Xin cảm ơn tấm lòng thành của bác. Vâng, và cháu xin được mời gia đình bác Thịnh sẽ cung tiến 5 triệu cho nhà thờ tổ. Xin cảm ơn tấm lòng thành của bác. Vâng, và bác đại diện cho ba chị em cô Lan, cô Vinh và bác Nhung của bên ở bên Hàn Hải Phòng sẽ xin được cung tiến cho nhà thờ tổ tổng 10 triệu ạ. Xin cảm ơn tấm lòng thành của cô ạ. Cô gái ít của đại diện của ba cháu gái của ông Môn sẽ xin cung tiến 3 triệu ạ. Bác Thanh cung tiến 3 triệu đồng cho nhà thờ tổ ạ. Vâng, cháu xin giới thiệu với các cụ, các ông, các bà và toàn thể gia tộc. Cháu là Bùi Quý Tam. Hôm nay là ngày lễ an vị thượng lương. Cháu xin được công đức 5 triệu đồng. Đúng thật vậy, con giàu một bó, con khó một nén. Thật xúc động, có các cụ tuổi ngoài 90 đã dành dụm những đồng tiền mà con cháu biếu cho mình, nay mang tới công đức để góp phần nhỏ bé của mình và cũng là tỏ lòng thành kính ơn đức tổ tiên. Về với cội nguồn nhận tổ tiên, hàng ngàn con cháu khắp trăm miền nô nức về đây mừng gặp mặt. Ý trời sắp đặt tạo nên duyên, một gốc ngàn năm tỏa vạn cảnh, triệu hoa triệu quả đỏ tươi xanh. Hạt giống người gieo từ thuở ấy, chí người vun nay đã trưởng thành.
con cháu đời đời nối tiếp nhau, giữ bền cho gốc rễ thêm sâu, hướng về cụ tổ tâm hồn sáng, xây dựng Việt Nam mãi đẹp giàu. Lễ thượng lương được hoàn tất, ban đại diện, ban kiến thiết cùng các thành viên họ Bùi, thôn Phương Điếm lại nhanh chóng bắt tay triển khai công việc hoàn thiện ngôi tổ đường, cùng với đội thợ công trình như xẻ gỗ, đóng cửa hay cẩu đá, vận chuyển gạch ngói để ốp lát, vân vân. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng. Biển trời mênh mông tôi bay ngày ấy, tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hề, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm chuyện cũ.
mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Qua năm tháng thi công hoàn thiện ngôi tổ đường nay đã được hoàn tất, bác Bùi Quý Thuyên, trưởng tộc, phấn khởi nghẹn ngào nói: gia tộc chúng tôi tiến hành xây dựng nhà thờ tổ đường là từ mùng 2 tháng 8 năm Tân Sửu, đến thời điểm này là ngót nghét coi như là một năm trong việc thi công, mà chúng tôi hiện nay là đã coi như tiến hành coi như vào hoàn thiện để mùng 2 tháng 8 âm lịch này là gia tộc chúng tôi tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ của họ Bùi thương đến chúng tôi. Vậy đã tròn một năm xây dựng, với biết bao khó khăn vất vả nhọc nhằn của các thành viên trong ban đại diện, ban kiến thiết, cùng với sự nỗ lực của cả dòng họ, ngôi tổ đường đã được hoàn thiện. Tổng kinh phí xây dựng lên tới gần 2 tỷ đồng. Với 3 gian mái ngói mũi đỏ tươi nằm trên diện tích gần 200 mét vuông, các bậc cầu thang lên xuống uốn lượn ốp bằng đá khối sát hai bên tường. Phía trước cửa tầng 2 là bức táp môn đúc bằng đá khối cao to bề thế, vừa cổ kính vừa hiện đại. Khu khuôn viên, sân tường bao, công trình phụ cũng được xây dựng gọn gàng, ngăn nắp. Trong cung thờ được bày trí những đồ thờ tự theo một cách khoa học và bài bản như bàn thờ, ngai vàng, đỉnh đồng, đèn nến, hạc đồng. Phía trên chính giữa cung là treo bức đại tự. Kế tiếp là những cuốn thư hoành phi câu đối đều được sơn son thiếp vàng. Cùng chính giữa thờ cụ Thủy Tổ, hai bên thờ các cụ Tổ Chi và các anh linh họ Bùi thôn Phương Điếm. Thật tự hào và cũng là niềm mong ước của các thành viên trong dòng họ bấy lâu nay đã thành hiện thực khi nhìn thấy ngôi tổ đường được tọa lạc yên bình trên mảnh đất này đã trở nên linh thiêng và thật gần gũi. Để có được ngôi tổ đường làm bằng gỗ xến, vừa cổ kính vừa hiện đại như ngày hôm nay, ta không thể quên được những người con trong dòng họ xa gần đã chung tay góp công góp của. Vậy hội đồng gia tộc mong các thành viên trong dòng họ luôn phát huy được truyền thống cao đẹp này để hướng về cội nguồn tổ tiên và gìn giữ, tô thắm thêm cho ngôi tổ đường của dòng họ ngày một tố hào. Hòa chung với không khí của cả nước tưng bừng kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mồng 2 tháng 9, hội đồng gia tộc cùng ban tổ chức họ Bùi thôn Phương Điếm, anh ấy đều phấn khởi, mỗi người một việc, trang trí khánh tiết cờ hoa trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị cho buổi đại lễ khánh thành ngôi tổ đường dòng họ nhằm vào ngày 28 tháng 8 năm 2022
tức là ngày mùng 2 tháng 8 Nhâm Dần. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nổi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển. Hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Trước khi vào buổi lễ cắt băng khánh thành ngôi tổ đường, đúng 6:30, tiếng trống tiếng chiêng vang lên báo hiệu lễ đón rước các bậc anh linh tiên tổ đã đến. Theo lịch trình, đoàn đón rước xuất phát điểm đầu từ sân ngôi tổ đường, đi theo hướng bắc vòng qua nhà văn hóa khu, tiếp đến đi theo hướng tây về phần lăng mộ thủy tổ nằm trên khu cánh đồng sông để làm lễ thỉnh mời cụ thủy tổ và các bậc anh linh về ngôi tổ đường của dòng họ để con cháu phụng thờ sớm hôm. Dẫn đầu đoàn đón rước là cờ trống chiêng, tiếp sau là những mâm lễ cùng toàn thể hội đồng gia tộc và các thành viên trong dòng họ Bùi, thôn Phương Điếm. Đường đã đến lăng tổ, hạt xương còn dày. Tổ ơi, con cháu về đây, hương thơm lễ vật đủ đầy dâng lên. Chúng con ghi nhớ công ơn thủy tổ đã xây dựng lên họ nhà. Kính thưa thủy tổ người ơi,
phù hộ con cháu đời đời ấm no, hạnh phúc trái ngọt sum xuê, anh em đoàn kết đi về có nhau. Cha mẹ nuôi con nguyện cầu hiếu thảo chăm chỉ trước sau vẹn tình. Tổ ơi chứng vắng lòng thành của con cháu đó ân tình kính dâng. Chúng con mời tổ trở về tổ đường thưởng thức món quê cúng người. Gặp cụ tổ trong mơ, tôi gặp cụ tổ trong mơ, trông sao như cụ thuở thời 50, áo trùng tay thụng miệng cười, mà tôi trộm nghĩ tiên trời xuống thăm. Mắt nhìn sáng tỏa đăm đăm, cụ vui cụ nói cháu con cụ nhiều. Ngàn năm vẫn được mến yêu, họ Bùi Phương Điếm sớm chiều bên ta. Dù rằng bão tố phong ba, dù rằng trải rộng kinh qua nhiều đời, Nam Quan đất mũi nơi nơi, còn con cháu cháu mọi thời hiếu chung. Cụ vui lắm, đất trời rộng lắm, có biển rộng có sông dài, nhìn sâu cho thấu lòng người, nhìn sâu mới thấu đất trời bao la. Cụ thiêng thiêng lắm gần xa, lúc nào cụ cũng bên ta độ trì. Đoàn đón rước cụ thủy tổ đã trở về ngôi tổ đường trong niềm vui hân hoan của con cháu trong dòng họ. Chim có tổ, suối có nguồn, con người cũng có tổ tiên ơi, con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra, công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra ngược, trong nguồn nước đã chảy ra. Đến dự lễ buổi khánh thành ngôi tổ đường dòng họ Bùi thôn Phương Điếm có ông Bùi Đức Thuận, chủ tịch cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương, ông Bùi Văn Hưng, phó chủ tịch cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương, ông Bùi Quý Lực, chủ tịch cộng đồng họ Bùi huyện Gia Lộc, cùng các ông phó chủ tịch cộng đồng họ Bùi huyện và ban đại diện họ Bùi Quý thôn Hội Xuyên, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh em con cháu dâu rể nội ngoại xa gần của dòng tộc đã về hội tụ có những lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Để bước vào phần lễ khánh thành ngôi tổ đường, ông Bùi Khắc Công Lý, trưởng ban tổ chức, tuyên bố lý do và đọc lời khai mạc. Xin trân trọng kính mời tất cả các đại biểu và các thành viên gia tộc chúng ta đứng dậy làm lễ chào cờ. Tất cả chú ý. Thank you.
ca, bài hát vang lên sao mà cảm động, mà thiêng liêng đến thế, khi con tim bồi hồi thổn thức nhớ về cội nguồn xưa. Bao dòng tộc sinh ra có họ Bùi chúng ta. Dừng phần trọng hòa tại đây, xin trân trọng kính mời các vị an toàn. Các cụ, các ông, các bà và chư vị đồng tộc cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, ơn nhỏ thúc tổ, các thế hệ con cháu họ Bùi đã kề vai sát cánh cùng với Bách gia trăm họ, đóng góp công sức trí tuệ của mình và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua bao năm tháng nhọc nhằn của cuộc mưu sinh, ly tán trong thời kỳ giặc giã, cùng với những năm tháng thăng trầm của lịch sử, dòng họ Bùi phương điếm chúng ta đã biết nương tựa vào nhau, đùm bọc với nhau, vượt qua những khó khăn để bám trụ, để trường tồn trên mảnh đất này. Ngay từ thuở xa xưa, để tưởng nhớ, ghi ơn các vị liệt tổ, liệt tông của dòng họ, ông cha ta đã biết dùng gia phả để lưu giữ lại cội nguồn của tổ tông, dùng sử sách, bia ký để ghi nhận và ca ngợi công đức của dòng tộc, biết xây dựng nhà thờ, từ đường để hương khói kính cẩn tưởng nhớ, đồng thời cũng là nơi để truyền lửa cho muôn đời con cháu mai sau. Ngày nay, nhiều dòng họ đã động viên nhau góp công góp của xây dựng nhà thờ riêng của dòng họ mình. Đây là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi gặp gỡ và tổ chức các sự kiện lớn của dòng họ, là nơi con cháu đi về. Vì lẽ đó, từ những năm đầu 2020, ban đại diện dòng họ đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận gần 90 mét vuông đất do vợ chồng anh chị Nhất Hằng hiến tặng để xây dựng tổ đường. Ngay sau đó là những hoạt động thiết thực để định hướng cho việc xây dựng tổ đường, hiện thực hóa ước nguyện của các thế hệ dòng họ Bùi trên mảnh đất này. Dòng họ đã lập ban kiến thiết, xúc tiến kế hoạch mua thêm diện tích đất với sự nhất trí tuyệt đối của các thành viên trong dòng tộc, huy động sự đóng góp kinh phí xây dựng có thể nói là kỷ lục so với các dòng họ trong khu vực, tiếp nhận tấm lòng phát tâm công đức của các thành viên. Ngày 2 tháng 8 năm Tân Sửu cũng là thời khắc thiêng liêng, vị trưởng lão của dòng tộc là cụ Bùi Khắc Liễu đã bổ nhát quốc đầu tiên khởi công xây dựng tổ đường. Từ đó đến nay, trải qua bao khó khăn vất vả, ngôi tổ đường đã sừng sững uy nghi tọa lạc trên mảnh đất này. Hôm nay ngôi tổ đường khánh thành sẽ là nơi thờ cụ khởi tổ, người đã khai sinh cho dòng họ Bùi của chúng ta, cũng là nơi thờ các cụ viễn tổ, cao tổ, đồng thời cũng là nơi thờ tự những người có công với tổ quốc, là nơi các thế hệ sau thể hiện lòng thành kính tri ân với tổ tiên, là nơi giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, là địa chỉ, là chốn đi về của những người con mang dòng máu họ Bùi. Tổ đường cũng sẽ là nơi tổ chức các sự kiện lớn của dòng họ, nơi con cháu dâng hương kính báo với tổ tiên về thành tích lao động sáng tạo trong cuộc sống và học tập. Kính thưa liệt tổ liệt tông, anh linh trên trời cao chứng giám, hôm nay dưới bầu cờ trời cao lồng lộng trên mảnh đất hiền hòa này,
chúng con đã làm được công việc mà các thế hệ trước từng mong muốn. Đó là tổ chức lễ khánh thành cho ngôi tổ đường của chúng ta. Dù năm tháng có trôi đi, dù thế sự có nhiều thay đổi, song các thế hệ con cháu chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ việc làm đầy ý nghĩa này. Thay mặt cho hội đồng gia tộc cùng ban đại diện, ban kiến thiết, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các thành viên trong dòng tộc bằng tinh thần trách nhiệm của mình đã đóng góp công sức, tiền của nhiều nhất có thể để ngôi tổ đường của họ ta được khánh thành đúng thời gian quy định. Xin trân trọng cảm ơn các gia đình, các mạnh thường quân cùng trai gái, dâu rể của dòng họ sinh sống ở mọi miền đất nước, cũng như những người đang làm việc định cư ở nước ngoài đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng dòng tộc. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các vị quý khách có mặt trong ngày hôm nay để buổi lễ khánh thành ngôi tổ đường của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin kính chúc quý vị thân tâm an lạc, như ý cát tường. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin long trọng tuyên bố lễ khánh thành nhà thờ tổ họ Bùi Phương Kiếm bắt đầu. Kết thúc bài diễn văn khai mạc, ông Bùi Khắc Công Lý, trưởng ban tổ chức, trân trọng kính mời cụ Bùi Khắc Lữ, ông Bùi Khắc Đàm, ông Bùi Khắc Thanh, bác Bùi Quý Thuyên, trưởng tộc làm lễ cắt băng khánh thành. Thiêng được vỡ òa khi cánh cửa ngôi tổ đường từ từ rộng mở. Ngôi tổ đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh, là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi ngày giỗ ngày Tết con cháu hội tụ cùng nhau kính cẩn dâng hương tưởng nhớ tri ân các bậc tổ tiên, là nơi con cháu bày tỏ ước mong nguyện cầu để tổ tiên phù hộ độ trì che chở cho con cháu muôn đời được hồng ân phúc ấm. Tiếp đến là hội đồng gia tộc cùng toàn thể các thành viên họ Bùi thôn Phương Điếm, cũng như các ông đại diện cho cộng đồng họ Bùi tỉnh huyện và ban đại diện họ Bùi Quý thôn Hội Xuyên vào làm lễ dâng hương kính cáo tổ tiên. Cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn, bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng.
thịnh vượng thọ trường vương hành. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con họ tộc tâm thành dâng mà con cháu ơi lên đài dâng hương, con dâng lên bài yết tổ tiên ý à ơi à. Nội ngoại cùng là tứ thân, ba tổ cô ông mãnh xa gần đều là hệ thống tình thân, họ nhà họ tộc con thiệt lễ tình con thiết lễ thình khao, kính mời tiên tổ hồi hương nay giáng đàn, ơn tổ tiên trồng cây gây hạt từ đường ta ngào ngạt hương hoa, hôm nay con cháu gần xa đi. Ngày hôm nay con cháu gần xa về đây sum họp một nhà đông vui, ơn tổ tiên như trời như bể mở ra đường, thế hệ mai sau hôm nay phấn khởi bội phần, cháu con họ tộc quây quần bên nhau an. Lòng thành ghi nhớ trước sau cội nguồn tôn kính đượm màu thiêng liêng, dòng gia phả đời đời nối tiếp chữ thánh hiền, chọn đạo tối linh anh em cùng tổ sinh ra coi nhau như thể một nhà này mới vui. Sau phần lễ dâng hương, bác Bùi Quý Thuyên trưởng tộc báo cáo về quá trình xây dựng. Nhân dịp này cho phép tôi được kính xin gửi đến các quý khách cùng toàn thể lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất. Sự hiện diện của các quý vị là niềm động lực to lớn thể hiện tình đoàn kết, chia sẻ, yêu thương
gắn kết dòng tộc, giúp đỡ chúng tôi ban đại diện, ban kiến thiết hoàn thành phương án kế hoạch chi tiết huy động kinh phí thiết lập kết hợp tạo sự đồng thuận cao. Trong quá trình xây dựng ngôi tổ đường, bác cũng nêu rõ gặp không ít khó khăn, nhưng trong cái khó đó, dòng họ nhà lại gặp được nhiều thuận lợi từ những tấm lòng vàng của các cụ, các ông, các bà, các chú, các bác và anh em con cháu nội ngoại gần xa đã góp công, góp sức, góp tiền và hiện vật cùng đồ thờ tự. Đó là nét đẹp truyền thống quý báu của con cháu họ Bùi thôn Phương Điếm, luôn nghĩ đến công lao to lớn của tổ tiên. Những tấm lòng hiếu nghĩa ấy đã được dòng tộc ghi nhận để lưu vào sổ vàng công đức của dòng họ. Nhờ có tinh thần đoàn kết và tận tâm tận lực, công tâm, minh bạch rõ ràng trong tài chính, sự chân thành uy tín, chúng ta cũng không thể quên được các thành viên trong ban đại diện, ban kiến thiết. Sự đóng góp quý báu ấy không thể quy chiếu đong đếm được bằng tiền hay vật chất. Nghe báo cáo kết quả hoạt động của dòng họ, kính chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể gia tộc luôn luôn bình an, luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Qua bài báo cáo của bác Bùi Quý Thuyên, trưởng tộc, thật là ý nghĩa và sâu sắc. Với tâm tư của mình, bác Bùi Quý Huyến, đại diện cho các thành viên trong dòng họ, có lời ngợi khen tới ban đại diện, ban kiến thiết, xây dựng, cùng các nhà hảo tâm đã có tấm lòng vàng công đức. Kính thưa anh linh tiên tổ, kính thưa các vị khách quý, các cụ, các ông, các bà và các thành viên trong gia tộc. Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các cụ, các ông, các bà và toàn thể thành viên trong gia tộc lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc mừng họ Bùi thôn Phương Điếm đã hoàn thành nhiệm vụ trọng đại mang ý nghĩa to lớn, không chỉ về mặt tâm linh mà còn thể hiện đạo lý cao đẹp, sự tôn kính, lòng biết ơn đối với tiên tổ. Toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thành viên trong gia tộc thành tâm tri ơn tiên tổ để có ngôi từ đường tôn nguyên khang trang như hôm nay. Không chỉ một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, mà cả thời gian dài, dòng họ Bùi thôn Phương Điếm đã trải qua rất nhiều trăn trở, vượt qua bao thử thách và khó khăn. Cuối cùng, công trình được xây lên và hoàn thành bởi sự đồng thuận của cả một dòng tộc. Một công trình mà mọi con cháu của dòng họ ai ai cũng được góp một phần công sức, những mong được tri ơn với tiên tổ. Tôi vinh dự thay mặt cho thành viên trong gia tộc phát biểu trong buổi lễ khánh thành tổ đường họ Bùi thôn Phương Điếm hôm nay. Trong buổi lễ trang trọng này, tôi xin cảm thấy rất tự hào, xúc động và mong các anh linh của các bậc tiên liệt họ Bùi thôn Phương Điếm phù hộ độ trì cho gia tộc ngày càng thịnh vượng. Trước khi dừng lời, một lần nữa tôi xin trân trọng chúc mừng lễ khánh thành tổ đường họ Bùi thôn Phương Điếm. Xin kính mừng các cụ, các ông, các bà và toàn thể thành viên trong gia tộc. Chúc các vị khách quý, các cụ, các ông, các bà và toàn thể thành viên trong gia tộc mạnh khỏe, đoàn kết và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Đối vũ, ông sẽ có một bài thơ để gửi tặng tới tất cả mọi người. Các cụ, các ông, các bà, quý vị đại biểu cùng toàn thể dòng họ Bùi tộc, kính trọng
hôm nay nhân ngày vui kỷ niệm ngày lễ khánh thành dòng họ Bùi Tận khánh thành nhà thờ, tôi xin thay mặt cho các cháu bên ngoài có bài thơ để kính tặng dòng họ Bùi Tận vào mừng vui phấn khởi hân hoan từ đường thờ tổ âm vang chúc mừng trang linh to đẹp khắc vùng Bùi tộc dòng họ vui cùng quê hương hậu duệ con cháu bốn phương tụ về dự lễ dân hương khánh thành tiết thu tháng tám trong xanh cờ hoa chiêm trống ấm lành tỉnh đất ly lai công đức góp phần chung tay đoàn kết đẹp phần án thơ khởi công xây dựng đến giờ hai tầng hoàn thiện nhà thờ tổ tiên cội nguồn tập thả gốc lên thương tôn hỏa nguyện vững bền ngàn năm thu qua đông tới mùa xuân nhâm dần tháng tám vui vần kính thơ thế hết rồi. Kính thưa các cụ, các ông các bà cùng toàn thể gia tộc, sau một ngày gian làm việc với tinh thần trách nhiệm buổi lễ khánh thành nhà thờ tổ họ Bùi Quý Tiến đã thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, nhà thờ tổ họ Bùi Quý Tiến của chúng tôi sau một thời gian diễn ra buổi lễ khánh thành ngôi tổ đường dòng họ thật là long trọng, quy mô và hoành tráng đã chính thức khép lại. Qua bài phát biểu bế mạc của ông Bùi Khắc Công Lý, trưởng ban tổ chức, ông xin thay mặt ban đại diện và ban kiến thiết xin được trân trọng ghi nhận, cảm ơn những công lao đóng góp công đức của toàn thể các thành viên trong dòng tộc nội ngoại xa gần. Và ông xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, kính chúc các cụ, các ông, các bà và các thành viên trong dòng họ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Quyết tâm xây dựng họ Bùi thôn Phương Điếm nói riêng và họ Bùi huyện, tỉnh, toàn quốc nói chung ngày càng vững mạnh và phồn vinh theo đúng phương châm của họ Bùi Việt Nam: đoàn kết, tương trợ, phát triển. Dưới mái tổ đường hôm nay có các vị đại biểu khách quý cùng các cụ, các ông, các bà và các thành viên trong dòng họ lại quây quần bên nhau để cùng nâng chén rượu nồng cầu chúc cho nhau sức khỏe bền lâu. Và trước anh linh tiên tổ, chúng con là hậu duệ của dòng họ Bùi thôn Phương Điếm, Sa Lộc, tỉnh Hải Dương, nguyện tiếp bước ông bà tổ tiên để mang hết tài năng tâm sức của mình để xây dựng gia đình, dòng họ, quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và duy trì nền nếp gia phong, giữ gìn bản sắc của dòng tộc, vun đắp cho phúc đức dòng họ cao dày được mãi mãi trường tồn. Dẫu sương dài nắng, phiên chợ nghèo lèo tranh mãi.
dòng sông bên lỡ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua trên phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa tạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu so